Hi mọi người có khỏe không? Trời hiện tại trời đang rất là mưa tại vì ảnh hưởng của một cơn bão rất lớn. Thì hiện nay Vân đang sống ở Đà Nẵng và được dự báo là tâm bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng vào tối ngày mai và ngày mốt. Bây giờ đã mưa và gió rất là to. Thì mình chỉ cầu nguyện là mọi người được bình an, sớm vượt qua được đại dịch và sớm vượt qua được cái mùa thiên tai năm nay. Chúc cả nhà cùng bình an nhé. Bây giờ mời cả nhà cùng lắng nghe thông điệp thứ 26 trong chuỗi 30 ngày cải thiện giọng nói của Vân nhé. Thông điệp hôm nay có tên là đời người chỉ có 5 ngày. Nếu mạng sống được tính bằng hơi thở thì cuộc đời mỗi người dù dài hay ngắn rốt cuộc chỉ gói gọn trong 5 ngày. Hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau. Hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn hôm trước. Quá khứ đã qua không thể quay lại hay thay đổi. Chỉ nên cảm kích vì mình vẫn còn được sống. Biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời tươi đẹp này, để mỗi ngày có thể ngắm ánh bình minh trong trẻo, nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, cảm nhận cuộc sống diệu kỳ, tận hưởng niềm vui nhân thế. Tổng kết hôm qua, con đường chúng ta đi qua có niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cũng có những niềm đau, nỗi buồn và thất bại. Sai sót ở đâu thì làm lại ở đó. Thất bại hôm qua sẽ là nền tảng cho thành công của ngày hôm nay. Không thể bỏ qua việc học hỏi, càng không thể từ chối sự tiến bộ. Nắm chắc hôm nay, trân trọng hiện tại, chăm chỉ học hỏi, chuyên cần thực hành, vững bước tiến về phía trước. Hôm qua đã không còn, ngày mai thì chưa đến, chỉ có bây giờ, ở đây. Hiện tại chăm chỉ cày cấy thì sau này ắt có cái để thu hoạch. Theo đuổi ngày mai, tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn, cũng đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay bây giờ để ngày mai kia trở thành hiện thực. Không sợ hãi ngày sau. Chúng ta đã cố gắng trong quá khứ và hiện tại, nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế, không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển của tự nhiên, như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng, không nên hối tiếc sự do dự hôm qua và rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại mới không hổ thẹn với ý nghĩa cuộc đời. Những định luật ngầm trong cuộc sống. Định luật đường tắt. Nếu được chọn, ai cũng muốn đi đường tắt cho nhanh. Thật ra đây là đoạn đường khó đi nhất. Định luật bản lĩnh. Hãy luôn chắc rằng bạn không bao giờ để tính cách lấn át bản lĩnh của mình. Định luật trưởng thành. Trưởng thành là quá trình chuyển tiếng khóc tỉ tê thành âm thanh không lời ẩn sâu bên trong mỗi người. Định luật hiểu lầm. Nếu mọi người hiểu lầm bạn, có nghĩa là bản thân bạn đang có vấn đề. Định luật đố kỵ. Người ta thường không ghen ghét khi kẻ là thăng quan tiến chức, mà cảm thấy khó chịu khi đứa bên cạnh bắt đầu có chút gì đó hơn mình. Định luật lợi dụng. Đừng sợ bị lợi dụng. Chỉ e bản thân không còn gì để người khác có thể dùng đến. Định luật thành công. Nếu thành công, cuộc sống của bạn sẽ bình an và không có nhiều bạn bè. Bằng ngược lại, bạn sẽ vì sự xuất sắc đó mà mất dần những người bạn thân.
định luật sợ hãi. Người mới sợ người cũ sợ người giỏi sợ người cùng đường. Hãy cẩn thận với người cùng đường. Định luật khó khăn. Kẻ hân hoan khi gặp khó khăn là địch thủ. Người vui với thành công của bạn là bạn hữu. Còn ai lo lắng khi bạn bất an chính là người bạn cần quan tâm đến. Định luật sai lầm. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đối với người lạ quá lịch sự, còn với người thân thì lại hà khắc thái quá. Định luật thiệt thòi. Chỉ khi bạn không cho rằng mình bị thiệt thòi, người khác mới thôi chiếm phần lợi lộc. Thông điệp hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mình chúc cả nhà ngủ ngon. Ngày mai và ngày mốt những bạn ở miền Trung sẽ sớm vượt qua được.